Rồi hôm nay mình hướng dẫn một bạn gửi cho mình cái hình như thế này. Thế các bạn nhìn thấy đây là hình chân váy kiểu, và bạn hỏi là cứ cắt cơ bản sau đó tính cái phần chip ni này ra thì nó có ra cái váy này không chị? Không ra. Bây giờ các bạn sẽ thấy mình vẽ tạm cho các bạn coi cái hình nhá. Ví dụ đây là một phần lưng này. Đấy, các bạn nhìn đây là phần bản lưng sau. Bản lưng sau này. Đó, và mình vẽ luôn cái phần trên đây, mình sẽ vẽ ra cho các bạn nhìn. Đó. Thì đây là sơ sơ là cái hình váy, và các bạn thấy là bản lưng sau nó sẽ đi bằng. Và các bạn có thể rẽ ở phần lưng sau ở giữa ra để tra dây kéo ở giữa này. Hoặc là các bạn có thể tra bên hông tùy ý vào các bạn, cái đấy mình không khe. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình này, bản lưng ở cái phần trong váy này ít nhất là phải to từ 10 cho tới 15 cm, tùy theo bạn nào thích bản lưng to hay lưng nhỏ. Và nếu bạn nào mà may quen rồi, biết tính tỉ lệ rồi, biết ước lượng rồi thì cái đấy mình không nói. Còn khi mà các bạn cắt thì các bạn học cách tính tỉ lệ ở trong hình. Và cái nào không có mà tỉ lệ thì các bạn tự bắt tỉ lệ cho mình. Ví dụ cái phần váy này này thì ngang mông của cái váy là bao nhiêu? Đây mình vẽ ra đây. Đây là phần ngang mông này. Và từ cái phần ngang mông này xuống dưới ít nhất các bạn sẽ lấy từ 10 cho tới 15 cm cho mình. Thì cái chiều dài của nó sẽ đủ. Còn cái phần phía trên này này, khi mà các bạn lấy một cái chân váy cơ bản, đây, cái chân váy cơ bản mình cắt cho các bạn xem rồi, thì từ dưới này lên trên đây là phần hạ đáy của chân váy cơ bản. Nó chỉ là một cái chân váy lưng bình thường, không có cao đâu. Và trong hình này nó cao hơn cái phần chúng ta hay cắt. Thì ví dụ mình đang hạ như cái chân váy này, mình đang hạ cho cả phần lưng nó là 20 cm này, đúng chưa? Thì cứ hạ từ 19, 20, 21 là sẽ ra phần hạ đáy này. Nhưng khi chúng ta mặc mà nó che cả cái rốn như thế này thì nó sẽ cao hơn, ít nhất là cái phần lưng váy này sẽ cao hơn từ 3 cho tới 5 cm nữa. Thì nó sẽ ra cái phần lưng phía trên này. Đấy. Và bản lưng của chúng ta nó nằm ở phía trên này thì các bạn nhìn ạ. Đây là lưng thân sau thì lưng thân trước sẽ được lấy như sau. Ở trong cái phần lưng có hai phần rã ra. Đó, nó có y như hai cái ly á. Hai cái ly mà chúng ta hay vẽ thì nó vẫn nằm im, nó vẫn rã ra nhở. Ý là nó vẫn xuất hiện chứ không có. Bình thường ly là chúng ta thu ly lại và chúng ta cắt một bản lưng liền. Nhưng mà đây thì chúng ta sẽ nhìn trong cái hình thì nó sẽ ghé kìa. Nó sẽ ghé bắt đầu từ cái phần lưng, nó sẽ ghé dần xuống này. Nhìn nhá, nó sẽ ghé dần xuống là khoảng nhiêu đây. Đó, rồi cái bên này nó lại ghé xuống. Đó. Và khi mà hai cái ly của chúng ta nó như thế này, chưa nào, thì cái bản lưng ở phía dưới này nó sẽ bầu bầu như thế này. Đấy, thấy chưa? Và cái phần đây này thì bạn ấy hỏi là làm sao để may. Các bạn phải, thay vì các bạn may một tấm lưng liền thì bây giờ các bạn sẽ may cái tấm bên trái. Từ phần sườn rã ra đúng cái đường ngang này, vẫn phải rã ra. Và rã ra để làm gì? Để cho cái tấm lưng đối diện nó sẽ nhét cái phần đầu lưng này vào cái đường này cho mình. Đấy. Rồi cái tấm lưng phía bên này nó lại nhét sang cái đường may của phía bên phải. Đó, nghĩa là hai cái đầu của hai cái rập lưng này nó sẽ nhét vào hai cái đường may ở giữa này. Đấy. Còn hai cái đường lưng hai bên này nó vẫn có đường ráp bình thường cho mình. Đấy, tức là cái bản lưng này nó sẽ bị rã ra thành 4 miếng. Bên này 2 miếng, bên này 2 miếng nối vào với nhau rồi nó sẽ nhét vào hai đường may. Đấy là mình nói như thế thì không biết các bạn có hiểu không. Đấy. Và đây là phần của thân trước, còn thân sau thì vẫn là thẳng. Thấy chưa nào? Đấy. Thì khi mà các bạn cắt á, các bạn phải tính được cái phần lưng này nó được bao nhiêu cm mà các bạn mong muốn. Còn cái tùng phía dưới này này, mình đang cắt một cái tùng suông bình thường, không có xòe. Thì khi các bạn cắt xòe ấy, thì từ cái phần mông này, các bạn ví dụ cái phần của mình đang cắt ở phía trong này này. Đây, đang cắt ở phía trong này, suông thôi. Thì các bạn có thể cho nó phồng ra thêm từ 1 cho tới 2 cm để đánh xòe A tiếp. Xòe A tức là chúng ta cho cái xòe A nó mạnh hơn bình thường cho mình một xíu. Rồi tiếp, nó khoảng từ 3 tới 5 cm á. Rồi nó sẽ xòe ra này. Rồi ở phía trong này các bạn sẽ thấy là ở giữa có một đường giữa này.
nive á, và hai bên có hai cái nive tiếp theo. Tổng cái phần trước này nó có 5 cái nive. Thì rồi bây giờ các bạn sẽ thấy nè. Ở cái chân váy này bây giờ mình sẽ lấy cái rập cơ bản. Các bạn nhớ cho mình là nếu mà mình không thích cắt theo cái rập cơ bản này thì các bạn biết cắt thì các bạn cứ đo cái phần trên đầu nưng, đo số nưng bao nhiêu này, rồi chúng ta hạ đáy dài hơn so với rập cơ bản này, rồi chúng ta tính mông bình thường. Và mông này sẽ xòe hơn cái mông cơ bản. Thay vì mông cơ bản chúng ta cắt theo rập cơ bản rồi, chúng ta cộng thêm khoảng 1-2cm để cho nó phồng xòe, để cho nó xòe mạnh hơn cái phần phía dưới mông này ra cho mình thì là được. Vậy bây giờ các bạn nhìn cho mình nhá, ở phần phía trên này, cái phần lưng á, cái phần lưng á thì các bạn lấy cao hơn cái phần cơ bản cho mình từ 3-5cm. Thì bây giờ mình sẽ đo cho các bạn coi. Để mình may mình cắt thì cái này mình sẽ phải cắt cho nó thành hai tấm để làm gì, để xòe cái phần lưng ra cho các bạn dễ tính cái phần lưng. Bây giờ mình sẽ tính này. Đây. Từ cái phần ngang mông các bạn lấy xuống từ khoảng 15cm, mình lấy 15cm ra đây cho bạn. Đây, từ cái phần chính của rập này, mình lên đây cho các bạn khoảng 4cm đi. Lên thêm 4cm. Đó, rồi mình đánh cái đường này sang đây. Rồi, từ cái bản lưng này các bạn nhớ lấy 1/4 lưng và tính đúng cái bản lưng của các bạn cho mình. Rồi đánh ra đây. Chưa? Rồi tiếp đến từ cái phần ngang này xuống dưới đủ chiều dài. Chiều dài theo các bạn mong muốn, các bạn có thể may dài hơn mông từ 10-15, 20, 30, 40. Cái đấy là do các bạn. Cái chiều dài thì tại sao mình nói như vậy? Bởi vì cái phần váy thì nó chỉ dài hơn khoảng từ 10-15 thôi. Nhưng mà có những bạn này thích may dài hơn nữa thì cái đấy là do các bạn, mình không khe. Chiều dài thì mình nói số chuẩn rồi, còn các bạn có thể cộng thêm. Rồi, các bạn nhìn nhá, mình gấp cái phần mông này. Rồi, từ cái phần ly này thì các bạn thấy ly ở đây này. Đó, rồi tính cho nó đủ phần lưng ở trên này, các bạn lấy lên trên cho mình. Có thể là tại sao mình nói như vậy, vì cái bản lưng á, có những cái vòng lưng mà từ cái đoạn dưới lưng cũ này lên trên này nó bằng nhau. Có những cái lưng mà phần phía trên của cái phần rốn này nó lại bé hơn là phía dưới. Thì tùy các bạn phải đo cho nó chuẩn. Rồi từ cái phần mông chính này mình thêm 1cm hoặc 1,5cm đi, để cho nó xòe mạnh hơn. Thay vì đây này, các bạn nhìn nhá, thay vì nó đang ở đây, đầm suông của chúng ta nó đang ở cái điểm này. Đó, nó đang ở cái điểm này. Thì mình sẽ cho nó theo cái đường này, nó sẽ xòe mạnh hơn ra. Đó, nó xòe nhiều hơn. Và dưới này mình sẽ đánh cong lên từ 1-1,5cm, cứ di động làm sao mà các bạn nhìn thấy nó đánh xong nó vuông góc ở đây. Nào, ok. Rồi, các bạn thấy bản lưng của chúng ta ở đây thì mình cắt đi nhá, cho nó dễ, không có cái quạt của mình nó quay. Cái quạt của mình nó quay mạnh quá thì nó bay mất tờ giấy á, nó khó nè. Rồi, các bạn thấy này, mình sẽ cắt đi. Ôi trời ơi. Rồi xong. Cái này này, cái đường lưng này mình cắt luôn theo nó đi. Đó, cho nó chuẩn đi nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy đường ly này của các bạn này, thì các bạn vẫn thấy đường trong cái hình này nó vẫn rã ra, có đường ly. Các bạn sẽ lấy bản cái phần lưng này cho mình khoảng là 11-12cm gì đó. Thì mình lấy khoảng là 11cm đi. Mình lấy 11 đi ha. Các bạn có thể lấy từ 11-13cm á, thì tùy theo các bạn lấy. Đây, nó cong bầu bầu cho nên các bạn cứ lấy từ trên cái phần này này. Có thể là các bạn lấy ở phía trên này là, xem, các bạn lấy cho mình khoảng 11 đi. Đó, 11 ở đây này. Và các bạn lấy dấu chỗ này là 11 này. Thì cái phần cong này
Đấy, cái phần cong ở dưới này các bạn sẽ lấy xuống cho mình thêm khoảng là 3 cm nữa đi. Đó, thấy chưa? Và các bạn đánh bầu cái phần cong này xuống cho mình. Mình đánh phứa phứa đi nhá. Có các bạn này bảo ôi méo kìa. Đó. Rồi, mình sẽ đánh cái phần lưng cong như thế này. Đấy, thì như mình nói các bạn có thể lấy bản lưng thế này, thậm chí là thấy nhìn muốn thấy nó to thì các bạn ấy thấy là muốn lấy nhỏ hơn thì chúng ta đánh cái lưng bé thôi. Chỗ này 9 cm thôi và đánh xuôi xuống dưới thì để cho nó nhỏ cái phần lưng hơn tùy các bạn. Rồi. Sau khi mà cắt xong như thế này thì các bạn nhìn là cái phần ly này của các bạn nó ở đây này, các bạn sẽ phải thu ly hoàn toàn lại cho mình. Được chưa nào? Và cái phần lưng này các bạn nhớ là khi mình đo ở đây này thì các bạn nên đo cái phần trên cơ thể, cả cái phần ngang lưng dưới này, để khi các bạn cắt xong các bạn khống cho nó ôm đẹp chuẩn thì các bạn sẽ thấy nó hơn là các bạn cắt bừa đi thì có thể là cái đoạn này nó sẽ bị rộng. Và nhớ là cái lưng này này nó sẽ ôm từ trên này ôm xuống đúng cái đoạn này thì nó mới đẹp, nhớ nhá. Và các bạn này từ cái phần đây các bạn nhìn này, đoạn này là 11, đoạn này là 11 ở đây. Thì các bạn có thể lấy cong xuống đây cho mình từ 1 tới 2 tới 3, miễn làm sao cái đoạn này nó cong là được. Đúng nào? Đó, bạn nào thích cong nhiều thì cho cong nhiều, bạn nào thích cong ít cho cong ít. Cái đấy thì không khe, may theo hình ảnh, các bạn có thể may theo bất cứ cái mẫu gì các bạn thích. Rồi, từ cái phần ngang mông này này, các bạn sẽ lên ngược trên này, các bạn chỉnh lại cái ly cho mình. Đó, các bạn sẽ cho cái ly này nó sâu xuống dưới đây cho mình nhá. Đó, từ đây này. Được chưa? Đó, để đâu nó bản ly này nó ra đây. Mình cho cái phần lưng này nó cong nhẹ nhẹ thôi. Nhìn nó không? Cong quá mình cũng không thích. Mình là có cái tật cắt theo ý muốn của mình không. Rồi xong. Các bạn nhìn này, đây mình cắt ra như thế này. Nhưng mình không có rã hẳn ra đâu nha. Mình để này, để mình còn vẽ cái hình dung cái phần lưng ở phía trên cho các bạn. Đây các bạn nhìn nhá, bên này một cái ly, bên này một cái ly. Vậy thì cái phần lưng của bên này như mình đã hướng dẫn các bạn từ đầu là nó sẽ xa xuống đây cho các bạn khoảng là từ trên đầu lưng này, các bạn sẽ lấy xuống đây cho mình khoảng là 3 cm rưỡi. 3 cm rưỡi này, đúng chưa? Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ xa xuống bắt đầu từ cái đường ngoài này, từ cái đoạn là đầu tiên. Rồi các bạn lấy đối xứng các phần ly này sang bên này cho mình cho nó giống bên này. Sau đó các bạn sẽ lấy này từ cái phần này. Thấy chưa? Nên đây các bạn lấy khoảng 3 cho tới 3,5 tới 4 sang. Các bạn lấy cái đoạn ngoài sườn bắt đầu từ đầu ly này sang đến sườn, các bạn chia ra đầm đôi đi. Các bạn sẽ lấy dốc nó xuống đây cho mình. Đó, khi nó dốc xuống đây các bạn chỉnh cho nó hơi cong, hơi nhẹ nhẹ, hơi bầu bầu xuống. Khoảng 2 ni thôi. Đó, cho nó đẹp. Còn bạn nào thích thì cứ cho nó kẻ thẳng một phát nó xuống tới đây. Rồi, đương nhiên khi bên này nó xuống tới đây rồi thì cái điểm giữa của nó đang ở đây này. Đây là trục giữa của cái váy này. Đó, thấy chưa? Các bạn lại lấy từ đây, các bạn kẻ sang bên này. Thì nếu muốn cho nó cân bằng ấy thì các bạn cứ lấy cái điểm này này, đúng chưa? Bên này, từ cái đoạn này xuống đây, bên kia, bên này lấy bao nhiêu, bên này lấy bấy nhiêu và chúng ta nối xuống đây. Bên này cái đoạn này. Đó, rồi chúng ta cũng lấy cong giống như bên kia kìa. Đấy, còn không thích cong cứ đi một đường thẳng xuống cho mình, bên này thẳng xuống rồi nó chéo tim ở đây này. Thấy chưa? Vậy bạn nào muốn cho nó dốc nhiều hơn thay vì mình đang chéo cho nó ở cái chỗ này khoảng 1 cm rưỡi tới 2 cm này thì các bạn đánh từ cái đầu này đánh chuỗi xuống đây thêm cho mình. Thay vì 3 cm rưỡi, chúng ta đánh hẳn 4 cm rưỡi vào thì nó lại nghiêng mạnh hơn và cái đầu này này nó chuỗi xuống nhiều hơn, nó sẽ dốc ngược cái đường này xuống dưới. Tim nhiều hơn ở đây. Đấy. Thì cái phần này là phần kỹ năng của các bạn. Và các bạn thích cho nó tim nhiều tim ít thì cứ cắt đi rồi sẽ thấy. Rồi các bạn thấy là bây giờ các bạn cắt cái miếng này ra, đúng chưa? Thì có phải là khi các bạn tách ra ấy,
cái miếng này sẽ được. Thay vì các bạn gắn cái phần này để thu ly thì các bạn vẫn phải may cho mình nhá. Đây mình cắt cho các bạn coi này. Đó, thấy chưa nào? Mình đặt cái thước vào đây. Các bạn thấy nó vê chưa? Đó, nó vê ra như thế này. Thì nó vê ít, bạn nào thích vê nhiều, vê theo cái đường màu xanh cho mình. Đây, các bạn nhìn nhá. Bạn nào thích uốn nhiều xuống, đánh theo cái phần màu xanh này. Rồi chưa? Thì khi đánh phần màu xanh này, thì xuống thì cái phần màu xanh bên này cũng phải xuống theo. Đó. Rõ chưa? Thấy không nào? Đó thì nó lại đánh xuống sâu đây. Xẻo luôn đi cho nó đẹp. Không để nắm đường quá. Rồi. Rồi, sau khi xong như thế này thì các bạn có nhìn nào, cái màu xanh này này, đánh xuống tới đây nó sẽ rẽ ngang cái đường này. Đó, cho nên hai miếng này nó chung một cái miếng này nữa. Nếu cái miếng này nó gắn sang bên này thì cái miếng bên này nó phải gắn thêm cái miếng này. Nhớ nhá. Đây, mình cắt cho các bạn nhìn này. Đấy, một trong hai miếng chỉ được có một miếng thôi. Đó, nhưng mà vì nó phải có độ chờm thì mình phải cắt hai tấm cho các bạn nhìn đó. Và đấy, và nhớ là mình gắn vào đây cho các bạn nhìn thôi. Chứ còn khi chúng ta cắt thân, chúng ta vẫn phải cắt cái phần lưng này tách ra. Rồi chúng ta mới may cái đường này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta gắn liền này, may một mảnh thì cái đường này này, nó không ráp vào được mà nó phải tách rời. Rồi cái đường này nó sẽ ráp vào cái đường. Đó, nó sẽ đâm nhét vào cái đường này. Chứ nào, nó sẽ được may xong thì cái đường may của bên này nó sẽ ráp vào cái đường phía bên này. Thấy chưa? Và nó tách ra như thế này. Thấy chưa nào? Đấy, nó sẽ may ráp vào cái đường bên này. Các bạn hình dung chưa? Rồi, ráp đường cái đường bên này thì cái đường bên này có cái phần ly này này. Chúng ta cũng trượt ly đi. Đó, chúng ta bỏ phần ly này luôn. Rồi, mình gắn cái phần này vào đây. Để cho các bạn nhìn cho nó. Đó. Khổ lắm. Thì mình chỉnh cho nó bằng nên có nó méo méo á. Rồi đây. Các bạn nhìn này, đắp cái miếng này vào đây. Hay là đắp ngược cái miếng này vào đây. Đều như nhau thôi, không? Đấy, các bạn muốn đắp cái miếng nào vào cũng được, miễn là đắp ngược qua bên trái này hay đắp ngược qua bên này thì do các bạn thôi. Được chưa? Rồi tiếp đến cái phần dưới này. Tiếp đến cái phần dưới này này. Các bạn sẽ lấy cái ly này. Bấm đi. Rồi cái ly bên này. Bấm đi. Đó. Khi chúng ta bấm đi, tại sao mình không bấm rời ra? Bấm rời ra thì các bạn khó nhận biết được cái phần lưng, cho nên mình cứ để như thế này. Rồi. Các bạn sẽ phải thu cái phần ly này lại cho mình. Đây này. Khi muốn thu ly này, các bạn sẽ bấm mở cái phần này ra. Đó. Và các bạn thu cái phần ly này này. Rồi. Thu ly này. Là lấy cái phần đây nè. Rồi sau khi xong thì các bạn hình dung là hai cái miếng này nó đắp vào nhau như thế này. Thấy chưa? Thì cái miếng này này, các bạn nhìn thấy cái độ bầu này nó đang không có này. Các bạn kê giấy vào đây để cho nó tăng thêm cái độ bầu của cái phần bèo, của cái phần lai váy này cho mình một xíu.
Vậy là khi mà chúng ta cắt cái phần sa vạt này này, chúng ta cho nó sa vạt bầu cái phần này thêm xăng ti nữa, tức là bầu 2 cm, thì chúng ta sẽ thấy cái đường này nó đẹp hơn, cái đường cong này nó đẹp này. Rồi sau khi xong như thế này thì các bạn chỉ cần xác định cái đường ở cái đường này, thấy chưa, đường giữa này, đây là một đường ly này, rồi tiếp hai đường còn lại các bạn chia này, tới đây một đường này và tới đây một đường nữa này, rồi cách ra khoảng là 7 cm, các bạn cứ cách ra cho mình khoảng 7 cm là các bạn đi ra một cái gần 7 cm. Đấy, các bạn sẽ đi ra một cái ly. Rồi các bạn kẻ xuống này. Đúng chưa? Cái phần này kẻ xuống này. Chúng ta xong ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy thế này. 1, 2, 3, 4, 5. Và ly V này. Đó, sẽ nên ship như thế này. Và 5 cái ly ship vào với nhau nó sẽ ra. Và các bạn nhớ cho mình là trên này ship tính cho nó là 7. Thì dưới này sẽ là 8. Dưới này là 6, dưới này là 7. Trên này là 9, dưới này là 10. Tức là cái ly này nó sẽ trên này sẽ phải to hơn nữa, sẽ phải bé, trên này bé, dưới này to hơn 1 cm. Di động cái đoạn ship ni này từ 6 cho tới 8 cm là đẹp nhất các bạn nhé. Đó thì nó sẽ như thế này thôi. Và cái phần thân sau thì các bạn nhớ là cũng làm như thế này. Nó chỉ khác một cái là tách đôi cái phần giữa ra. Rồi cái phần thân sau thì không có cong đằng như đằng trước mà cắt thẳng băng ra cho mình. Nếu mà cắt thẳng cái đường sau, tức là gì, cái thân sau này này, nói là thẳng băng thì cũng không hẳn đâu nha, bởi vì cái phần thân sau này các bạn sẽ đánh cong vòng xuống 1 cm cho mình. Đó, còn thay vì nó thẳng thì nhìn nó không được mỹ quan cho lắm. Đây, đó thì các bạn đánh cho nó hơi cong xuống 1 cm, thế chứ nào. Còn cái thân trước thì nó cong nhiều hơn, cong từ 3 cho tới 4 cm. Rồi cha dây kéo sườn thì cha, mà cha dây kéo sau thì các bạn rã thẳng thân sau ra, được chưa? Còn chung quy là cái váy nó như vậy 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 đấy thì nó mới ra ha. Rồi mình nói về cái phần lưng này một xíu cho các bạn. Khi các bạn có hai cái miếng lưng mà nó ốp nó chồm qua nhau như thế này thì mình đã nói rồi, các bạn phải tách cái phần này ra để cho bạn may nhét cái phần này vào, đúng chưa? Thì tất cả hai bên như thế này các bạn đều phải cắt cái miếng phía trong và cũng đều tách ra cho mình, bởi vì nếu không các bạn sẽ bị nhầm, bởi vì cái phần này này nó được ráp vào phía miếng ngoài, nhưng cái phần ở phía đây này nó lại ráp ngược vào cái phía trong, nó lại ráp vào cái phía trong nhá, cái miếng phía trong này này, một cái thì ráp vào miếng phía ngoài, còn một cái thì lại ráp ngược vào miếng phía trong. Thì để cho nó không nhầm, các bạn sẽ phải cắt rời, tức là cắt rời cái này này, đó, cắt rời ra như thế này cho mình, 1, 2, 3, 4, cắt thành 4 miếng và tổng là thành 8 miếng nhá.